Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe, ví dụ như là Silroot này, Quay này, Vao này, rồi AB này, Future này, những cái dòng mà xe trong kho nha anh em. Anh chị bạn nào có nhu cầu mình mua dòng nào thì mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip nha. Thì đồng hành giới thiệu mà trong này thì có Luyến hỗ trợ giới thiệu qua, mời Luyến ạ. Hai cả nhà ha, hôm nay em sẽ tiếp tục lên video quay cho mọi người về giá xe mới nhất của các dòng tay ga này, đi số cho cả nhà ha. Anh chị em ai coi video hôm nay mà ơn về mẫu xe nào cũng như có nhu cầu muốn mua xe thì liên hệ đặt lịch ngay cho Luyến đi để nhận ngay 2 triệu đồng mang xe đi lại, kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng, áp dụng duy nhất khách hàng khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho Kim Luyến con số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 nha. Luyến có kiểm soát tại Zalo ngay dưới màn hình luôn, và đặc biệt anh chị em không mua xe nhưng có người thân bạn bè muốn mua, mình giới thiệu ngay tới cửa hàng, Luyến sẽ gửi hoa hồng ngay 1 triệu đồng cho người giới thiệu nhé. Thì đi vào review cho cả nhà, đầu tiên là về em xe AB này trước ha. AB 160. Lâu lắm rồi chưa cập nhật về giá AB 160 cả nhà, thì hôm nay là tranh thủ về được một em xe màu xanh bạc xanh này, rất màu là đẹp. Màu này cũng luôn. Hiếm gặp nè. Dạ. Thì quay cho cả nhà luôn ha. Hiện tại em này là màu bạc xanh, phiên bản cao cấp ha. Đủ các phiên bản là tiêu chuẩn này, cao cấp, đặc biệt và thể thao luôn, nhưng mà để báo giá cho mọi người ha, đại diện trước mẫu xe ha. Thì hiện tại thì AB 160 bên Luyến đang hỗ trợ với mức giá chỉ từ 57 triệu 900 đến 60 triệu 900 tùy phiên bản ha. Hỗ trợ mua xe trả trước chỉ cần cho Luyến 8 triệu sở hữu xe trả góp ha. Cầm căn cước liên hệ cho Luyến hỗ trợ bao đầu hồ sơ nhé. Ok. Một cái dòng xe mà dạo này tự nhiên nó hot mình cũng chả hiểu tại sao. Đó là Vao 160 á. Đấy. Thực ra có lý do nha anh ơi. Có lý hả? Do gì không? Đúng rồi. Lý do là tại vì cái giá hiện tại nó đang rẻ hơn so với thời điểm trước đó là 15 triệu một em lận. Đó là thời điểm thứ nhất nha, lý do nhất. Thứ hai là hiện tại cái giá thì rất là ổn luôn. Thậm chí lương 5 triệu vẫn mua được nha cả nhà. Rất là rẻ hả? Luôn, đúng rồi. Cái này hỗ trợ dữ vậy hả? Dạ, hỗ trợ trả góp hoặc không cần trả trước nữa, mà duyệt hồ sơ rất là nhanh chóng, cầm căn cước công dân thôi liên hệ cho Luyến là được hỗ trợ bắt đầu hồ sơ ha. Và cái ưu đãi cũng như là xong xe đi lại 2 triệu này, áp dụng chỉ duy nhất khách hàng khi mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho Luyến nha. Đây thì cập nhật đại diện về em màu đỏ nhám thôi, tại vì trong kho Luyến bên kia, kho bên cạnh hàng con thứ nhất ha, thì còn có các màu như là màu xám xi măng này, màu xanh xi măng này, màu trắng đen này, màu xanh đen này, hay là màu màu đen bóng. Nó rất có là nhiều cả màu luôn. Xe nhập khẩu nữa nha mọi người. Đúng rồi, rất là nhiều màu cho đại diện để cập nhật giá thôi, tại vì Luyến thấy dòng này rất là hot luôn, thì cập nhật giá chị em ha. Mà tuy là hot nhưng mà cái lô này chỉ còn có vài em thôi, rất là hiếm hàng nên ai ơn thì nhắn tin đặt lịch ngay cho Luyến để sở hữu ha. Hiện tại một em xe Vario 60 phân khối đang hỗ trợ khách hàng với mức giá bản CBS chỉ có 42 triệu 900, hỗ trợ mua xe không cần trả trước ha. Bản ABS thì chỉ có mức giá là 48 triệu 900, hỗ trợ cũng không cần trả trước, cầm căn cước thôi, liên hệ cho Luyến hỗ trợ bao đầu hồ sơ ha. Ok. Còn phía sau thì Vao 125 này. Đây, màu zin nè, toàn bộ là mình quay ở đây là màu zin nha mọi người, số lượng lớn nha, trong kho mà. Hiện tại thì mức giá của nó như nào em? Vario 125 màu zin hiện tại bên Luyến đang hỗ trợ với mức giá chỉ từ 38 triệu 900 đến 40 triệu 900 tùy phiên bản nha. Hỗ trợ mua xe không cần trả trước, cầm căn cước thôi, alo cho Luyến hỗ trợ bao đầu hồ sơ ha. Đầy đủ các màu cho mọi người cùng lựa chọn luôn. Tại màu zin này, màu 3D, anh chị em ai ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin cho Luyến ha. Còn bên này thì AB 125 nè. Đây, 125 cũng đủ màu nha. Màu đen bóng này, màu đỏ bóng, màu bạc xanh, rất là nhiều màu nha. Rồi xanh nhám, màu thể thao, mức giá chỉ từ 43 triệu 900 đến 45 triệu 900. Hỗ trợ trả trước 2 triệu trên xe, có liên hệ đặt lịch trước giảm 2 triệu nha. Okay. 43 còn 41 thôi nhé. Rồi Future đây không? Future tính ra đợt này bán cũng nhiều nhỉ. Đúng rồi. Trong thật ra không chỉ riêng Future đâu, em thấy hiện tại có rất là nhiều dòng xe bán rất là chạy luôn, tại vì bên em đang hỗ trợ chương trình ưu đãi nhiều này, giá xe cũng tốt, và ngoài ra còn được hỗ trợ thêm 2 triệu khi anh chị em mình mua xe có liên hệ đặt lịch trước cho Luyến nữa ha. Với mức giá hiện tại một em xe Future chỉ có từ 34 triệu 900 đến 36 triệu 900 tùy phiên bản bánh căm chỉ hay là bánh mâm ha. Hỗ trợ mua xe cũng không cần trả trước nha, cầm căn cước liên hệ cho Luyến vào đồ hồ sơ nhé. Rồi phía bên này thì có Silroot nè. Em thấy là chưa bao giờ mà Silroot về nhiều như lần này luôn á, tại vì cái màu sắc cũng nhiều này. Đây có màu đen tem vàng này, hay màu đỏ nhám này, màu xám cam này, rồi màu trắng xanh này. Đó, phía dưới cũng rất là nhiều màu luôn. Nói chung là để liệt kê ra màu thì chắc rất là nhiều luôn, không thể liệt kê hết được. Nên chị em mình coi tạm video ha. Ơn mẫu nào thì có thể nhắn tin riêng cho Luyến chụp màn hình lại để Luyến tư vấn qua cho cả nhà mình ha. Với mức giá hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 19 triệu 900 đến 21 triệu 900. Hỗ trợ cũng không cần trả trước với dòng Honda Silroot này nhé. Rồi, Wi-Fi nhiêu em? Wi-Fi hiện tại có mức giá chỉ có 18 triệu 900 thôi. Hỗ trợ mua xe cũng không cần trả trước nha. Có màu đỏ bóng này, màu xanh, màu trắng, màu đen đủ màu. Ai ơn mẫu nào thì cứ nhắn tin cho Luyến nhé. Rồi, ok. Đó là giá xe. Mọi người có nhu cầu mình mua thì tranh thủ thời gian ghé tới cửa hàng ủng hộ nha. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào.